Xin chào tất cả bạn Viber của Binance Vọt nha. Thì hôm nay Thành không có một cái thông tin gì mới hết, nhưng mà có một cái thông tin là rep của Thành muốn bán số bi nha các bạn. Nên Thành muốn đăng lên đây, các bạn nào có muốn mua á thì liên hệ với Thành, thì Thành sẽ làm trung gian bán dùm bi của rep của Thành đây nè. Ủa alo, là bữa Thành làm KYC dùm bạn ấy để được vượt tới 1.8 luôn rồi nha các bạn. Đó, bi khai dụng đây được chuyển lại 779 bi nè. Đấy các bạn, xanh rồi, nhanh quế anh ơi. Đó, em về kiểm tra quý đi. Thì đây nè, bi khai dụng của em đó là được mở khóa là 597 bi nha. Thì còn khoảng có mười mấy ngày nữa là có thể sử dụng được 597 bi. Đó, quế để em kích vào chỗ di chuyển chụp anh xem là ngày mấy chuyển. Đây, thì ngày 14 tháng 3 là được di chuyển nha các bạn. Đây nè, ngày 14 tháng 3 được di chuyển nè. Thì chắc còn 11, 12 ngày nữa. Thì Thành á không có khuyên bạn ấy bán bi, nhưng mà em ấy nói kẹt tiền quá nên mới cần bán đây nè. Thì em tới 14 tháng 3 mới di chuyển được. Đó, 16 ngày nữa bán được. Ok hết rồi. Thì mình khuyên em ấy là bán khoảng 400 bi thôi, còn để dành. Nhưng mà em ấy nói dễ, tại em đang cần tiền. Đó, thì nói chung là rep của Thành KC rất là nhiều, và cũng có nhu cầu kêu Thành bán bi dùm rất là nhiều. Nhưng mà Thành khuyên là không có nên bán bi, để dành, để đó sau này lỡ nó có lên có một giá trị, hoặc là lên mainnet thì chúng ta mới có giá trị. Nhưng mà nhiều người thì nó kẹt tiền cần bán đó. Bây giờ Thành cũng không biết làm sao. Nếu mà ai muốn mua thì liên hệ với số điện thoại Zalo của Thành là 0 056B 919089 nha. Thành sẽ để số điện thoại Zalo trên đây. Thì ai có muốn mua của rep của Thành thì ủng hộ giùm mấy em đó nha. Đó, nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho Thành nha.